Bài học MU và niềm tin Lampard, Chelsea đến sân Besiktas Park, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, đá siêu cúp châu Âu sau khởi đầu triều đại Frank Lampard bằng trận thua MU 04 4 ở vòng một Premier League. Thất bại nặng nề ấy không hề ảnh hưởng xấu đến tinh thần các cầu thủ Chelsea trong cuộc chiến với Liverpool. Chính xác hơn, có thể nói chính trận thua 04 4 ở Old Trafford là bài học kinh nghiệm quan trọng cho Frank Lampard và một số cầu thủ Chelsea trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Chelsea mang hình ảnh khác, cùng với thay đổi lớn trong cách bố trí chiến thuật của Lampard. Cựu tiền vệ người Anh cho The Blues xuất phát với sơ đồ 4-3-3, thay cho 4-2-3-1 trước đó. Với cách bố trí này, Lampard đưa Kante vào trung tâm hàng tiền vệ, vai trò mà Anh chơi tuyệt hay thời Antonio Conte. Đồng thời, tân binh Pulisic được xếp đá lệch trái, vị trí dành cho Eden Hazard trước đây. Ở trận thua MU, các cầu thủ Chelsea bị cuốn theo lối đá phòng ngự phản công của đối thủ nên sụp đổ. Ở Besiktas Park, The Blues kiểm soát nhịp độ tốt hơn thi đấu bình tĩnh để cùng đối phương thực hiện màn rượt đuổi ngoạn mục. Liverpool của Jurgen Klopp nổi tiếng với lối bóng đá nhiệt tình, được ví như điệu rock. Chelsea còn hơn thế nữa, với khả năng di chuyển cường độ cao. Các cầu thủ của Lampard di chuyển hơn dơ đến 3 km, chỉ trong vòng 4 ngày. Dù không giành chiến thắng nhưng có thể thấy rõ sự thay đổi tích cực của Chelsea. Điểm chung giữa Chelsea ở Old Trafford và Besiktas Park là hàng thủ chưa chắc chắn. Điều này dễ hiểu. Khi cặp trung vệ Chris Suma Zuma chỉ là giải pháp tình thế. Không như trận thua MU, hàng tiền vệ và tiền đạo của Chelsea chơi tích cực hơn trong cuộc chiến với Liverpool. Kante mang hình ảnh người khổng lồ ở trung tuyến, với khả năng đánh chặn và thu hồi bóng hiệu quả. Tiền vệ người Pháp chắc chắn sẽ là chìa khóa mở ra tương lai cho Chelsea của Lampard. Pulisic cũng thi đấu nổi bật trên hàng công. Sau khi anh vào sân quá muộn ở trận thua MU, bản hợp đồng mới người Mỹ đang từng bước hòa nhập, mang đến những pha xử lý tinh tế và sáng tạo. Từ hai trận vừa qua, có thể thấy Lampard đang định hình bộ khung cho Chelsea. Bộ khung ấy gồm Kante là trung tâm của lối chơi. Jorginho có một vị trí ở trung tuyến. là thủ lĩnh hàng thủ. Pedro Rodriguez, pulisic hoạt động hai cánh, một điểm nhấn khác mà Lampard đang mang đến cho Chelsea là vai trò của Emerson ở vị trí hậu vệ trái. Tuyển thủ Italia đang được tin tưởng hơn Marcos Alonso.